Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. Hiện bây giờ là Hồng Loan đang ngồi trên xe là phải đi lấy cái chiếc xe mà mình bỏ sữa ở dealer. Đáng lẽ là ngày hôm qua họ đã gọi rồi mà hôm qua không dám, không muốn đi ra đường. Lúc này không muốn đi ra đường chút nào hết trơn á, mà công việc cho nên bắt buộc mình phải đi thôi. Coi trên xe có ai này nha. Hiếu Võ. Hiếu Võ, xe 2 đi Hiếu Võ ơi. Còn người đang lấy xe là Bớ Ốc. Hey, xin chào mọi người. Hôm nay buồn quá. Buồn. Nghe tin mở mắt dậy là thấy tin buồn à. Ngày hôm nay có nhiều tin buồn quá à. Muốn lên chia sẻ với mọi người mà thật sự không có muốn đem cái chuyện buồn đến cho mọi người, nhưng mà mình phải chia sẻ thôi để mà chúng ta cùng biết, để mọi việc nó sẽ hy vọng nó đỡ hơn, nó tốt hơn. Hồng Loan muốn nói trước tiên á, Hồng Loan muốn nói về cái ca bệnh ở Mỹ. Mới có qua một ngày, ngày hôm qua là Hồng Loan thông báo quý vị á, là 83.000 hơn phải không? Và ngày hôm nay á, thì bây giờ là 1 giờ trưa thì nó đã là 99.939 ca bệnh. Đó, nó bước tới cái ngưỡng cửa 100.000 rồi. Thì quý vị cũng biết là Mỹ đang đứng đầu cả thế giới. Mọi người cứ nói đùa là Mỹ lúc nào cũng đứng đầu, thì bây giờ cái này cũng giành lên đứng đầu. Nhưng mà cái này đâu ai muốn giành đâu. Trời ơi, đứng đầu lên cái này căng thẳng quá quý vị ơi. Chết đó thì là 1.536, có nghĩa là tăng lên khoảng hơn 300. 1.536 tăng lên khoảng đúng rồi, 300, khoảng 330 case. Và cái recover đó thì là hiện tại bây giờ thì là được 2.465, có nghĩa là cũng tăng lên rất là nhiều, tăng lên khoảng 600 người được chữa bệnh khỏi. Thì cũng một tín hiệu mừng cho mình, để mình cảm thấy đỡ hơn. Chứ mà bệnh thì nó cứ tăng lên nhiều quá. Mình sợ cái tăng lên nhiều nên là sẽ không có bệnh viện. Bác sĩ, y tá thì quá là cực khổ cho những bệnh nhân trong lúc này. Hồng Loan kêu gọi mọi người á, là nếu như mà gia đình của mình, bạn bè, người thân của mình, ai mà làm cái ngành nghề mà y tá, bác sĩ, những cái ngành mà nó dính đến medical trong lúc này mà họ cần khẩu trang hay là những cái vật dụng cần thiết, mà nếu cảm thấy ở nhà mình có dư đó thì mình liên lạc với lại người thân, bà con, bạn bè, thân thuộc của mình để mình chia sẻ với họ. Tại vì nhiều khi ở nhà mình không có dư nhiều, mình dư có chừng 1-2 cái thôi, thì mình có thể mình gửi, mình chia sẻ được chút nào hay chút nấy. Cũng như là nếu như mà trong tất cả mọi người, mà những cái người thân của mình, bạn bè của mình, mà nếu mà họ cần cái đó thì bạn hãy gợi ý với họ là lên Facebook hay là lên Instagram để mà mình ngỏ ý, mình hỏi những người mà bạn bè của mình ở trên Facebook hay là trên cái mạng chung đó, thì có lẽ là bản thân họ sẽ nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ. Giống như vừa rồi cô MC Ngọc Hân là cũng là một đứa em rất là thân với Hồng Loan, thì em trai của cổ đó là làm ở trong bệnh viện Fountain Valley á, làm trong ICU á quý vị, thì quá là khan hiếm luôn, đến mức độ mà không có khẩu trang để mà đeo luôn. Thì Ngọc Hân có lên kêu gọi á, thì được rất là nhiều người hỗ trợ. Người Việt cộng đồng mình với nhau, mình tự hỗ trợ mình với nhau, thì điều đó cũng rất tốt. Ví dụ như nhiều thì không có, nhưng mà ví dụ Ngọc Hân hỏi chừng 1-2 cái để cho em xài đỡ, thì Hồng Loan cũng có thể cho được. Và mình nhín lại chút, mình bớt xài một chút, hoặc là mình về mình tự mình may để mình đeo cho mình, thì cái đó thì mình gửi cho những người cần thiết họ làm trong bệnh viện đó, thì nó cũng rất là đỡ. Nhiều khi như vậy mình cũng có được một số mình sử dụng được trong một thời gian. Thì ngoài cái sự hỗ trợ lo lắng của nhà nước thì bản thân mình cũng chia sẻ được chút xíu theo quý vị ha. Hãnh diện cho người Việt Nam mình khi mà có những người mà có cái lòng tốt như vậy, có khả năng thì giúp đỡ trong cái lúc này là điều đáng quý nhất theo quý vị ha. Nhưng thật sự bây giờ mà mình muốn mua cũng khó mua được lắm. Hôm bữa Hồng Loan có coi news, tự nhiên trong một cái nhà thờ
cái họ đi vô cái kho đó, cái họ nhìn thấy khẩu trang họ đang dự trữ quá trời luôn, họ mới lấy cái đó họ đem quyên góp cho bên y tế. Cái đó họ dự trữ là do lúc đó là họ sợ bị bão rồi bị giống như là lốc xoáy đồ này nọ, nên trong nhà thờ có dự trữ, thì bây giờ nhà thờ đem ra chở lên đem quyên góp cho bên y tế cũng đỡ đó. Cứ mỗi người chúng ta mình, ví dụ mình có một hai cái mình không thể nào mình quyên góp mình gửi vô thì nó cũng kỳ quá, nhưng mà mình gửi cho cá nhân, người thân bạn bè của mình, những người cần, mình hỏi họ thử thôi, nếu mà họ cần mình có thể mình chia sẻ bớt, thì cứ mỗi người góp một tay thì nó sẽ đỡ hơn. Giống như mấy bữa đó Loan với Lộc có gửi cho người em ở bên Michigan mấy cái mask á. Mình không có nhiều thì mình gửi một hai cái thì đủ cho vợ chồng xài trong những lúc mà khó khăn thôi, chứ mình không có mua được nhiều á, mình không có san sẻ được nhiều, nên mình giúp được chừng nào thì mình giúp thôi, chứ được, chia sẻ được chút nào hay chút nấy. Y tá với lại bác sĩ đó, Hồng Loan muốn chia sẻ với quý vị những cái tấm hình mà nhìn rất là thương. Họ ngủ coi như là làm việc, một ca làm việc của họ là từ 12 tới 14 tiếng, nhưng mà Hồng Loan không biết trong mấy ngày hôm nay thì cái ca làm việc nó sẽ tăng lên như thế nào, mà họ làm việc xong là chỉ là buông một cái xuống là ngủ thôi, ngủ bất cứ nơi đâu, bất kỳ nơi nào đó. Quý vị nhìn những cái tấm hình mà Hồng Loan đưa lên đó, quý vị thấy không, nhìn thấy thương quá trời đó. Rồi bây giờ đó thiếu mấy cái bộ đồ bận mà để sát tiệt trùng đó, những cái bộ đồ đó thì họ phải sử dụng mấy cái bao rác, bận những cái bao rác vô để mà chống virus. Đây có cái hình mấy người bác sĩ y tá họ mặc cái bao rác đen rồi đó, xong rồi xài cái bao rác hiệu Hefty. Mấy cái bao rác mà hiệu Hefty á đó, bây giờ không chừng mình ra thị trường mình mua mấy cái bao rác này chắc nó cũng đắt hàng luôn. Tội nghiệp quá trời. Với lại Hồng Loan nhắc nhở với quý vị á, về vấn đề mà shipping online thì bây giờ cũng nhiều người ngồi nhà rảnh quá cho nên cũng mua đồ online nhiều. Rồi khi mà shipping tới đó thì nếu mà mình bỏ ở ngoài cửa thì nhiều khi mình cũng sợ bị mất, cũng không biết được, cho nên có thể là mình đeo bao tay vô, mình đem cái thùng đó mình bỏ vô cái garage, hoặc là mình bỏ ra ngoài phía sau nhà của mình, cái nơi mà mình ít khi đến, mình để đó 24 tiếng đồng hồ rồi mình hãy mở ra. Nhưng mà khi mà mình mở ra đó, mình cũng đừng nên mở ở trong nhà, trong phòng. Mình mở thì mình mở trong cái garage, hoặc là mình mở ở ngoài sân đó, rồi mình lấy cái giấy Clorox đó, mình lau, mình chùi cho sạch sẽ, mà mình nhớ là sử dụng bao tay. Còn nếu như mà không có bao tay á, thì mình vẫn có thể sử dụng bằng tay của mình được. Mình làm xong, nhưng mà nhớ là trong thời gian đó đừng có bóc lên mặt mũi mình, đừng có ngứa rồi gãi lỗ mũi hay là gì hết, thì cái vi trùng nó sẽ vô. Mình làm cho nhanh, mình lau chùi sạch xong mình đi mình rửa tay liền. Nếu mà quý vị không có nước rửa tay mà dặn diệt khuẩn đó, thì quý vị cứ lấy nước rửa tay bình thường nó cũng được nữa, nhưng mà phải rửa lâu, 20-30 giây đó càng tốt, thì nó sẽ giết được, chứ không phải nhất thiết là phải cái nước rửa tay mà có chất diệt khuẩn nha. Miễn là xà bông thôi là cũng đã diệt khuẩn được rồi, nhưng mà nó phải lâu, khoảng 20 giây tới 20-30 giây. Mình rửa nước nóng một chút đi quý vị, cố gắng chịu nó hơi nóng một chút. Thì trong thời gian này mình xài những cái chất đó nó nhiều quá đó, cái da tay mình nó khô dữ lắm, nhất là mình xài nước nóng nè, rồi mình xài mấy cái chất mà sát trùng nhiều á, cái tay mình nó khô kinh khủng. Thì mình chịu khó mình thích lotion, mình bôi lotion vô, ví dụ mỗi lần mình rửa tay rồi mình thoa lotion, thì không cần thiết phải sau mỗi lần rửa tay, nhưng mà mình nhớ lúc nào thì mình thoa lúc đó, nó sẽ đỡ hơn cho cái tay của mình. Với lại Hồng Loan cũng muốn thông báo với quý vị biết là
nước Mỹ yêu cầu là mình phải làm cái real ID đó, là thời hạn của nó là tháng 10 này là hết hạn. Nhưng mà kể từ thứ hai là DMV, toàn bộ DMV là đóng cửa hết. Đóng cửa hết hả? Không hoạt động nữa. Đó. Cho nên là chúng ta không thể làm kịp cái đó. Thì nhà nước cũng gia hạn cái vấn đề real ID qua năm sau. Nhưng mà chi tiết ngày tháng thì Hồng Loan chưa có biết rõ lắm. Khi mà nếu mà Hồng Loan tìm được cái thông tin này thì sẽ gửi đến quý vị. Như vậy thì mình cũng đỡ lo ha. Nhưng mà giờ cũng đâu ai cần real ID làm gì. Có đi, đi đâu. Đâu ai dám lên máy bay phải không? Có tiểu bang nha quý vị. Đi từ đây mà qua tiểu bang khác là bị phạt 5.000 đồng hoặc là 6 tháng tù. Ở bên Mỹ là luôn. Họ ra kiểu bang mà nó đang trong cái tình trạng mà báo động đó. Là như vậy đó. Bữa lọc đập trên web của hỏi đáp đó, cái trang mà hỏi đáp đó đó. Thì cho nên vì vậy cho nên nếu quý vị mà muốn đi mà lái xe mà xuyên bang thì phải tìm hiểu cho rõ. Trước khi mình muốn đi mình phải tìm hiểu rõ. Nhiều người nghĩ là bây giờ không có đi máy bay được thì mình lái xe mình đi, nhưng mà mình tìm hiểu để qua các tiểu bang coi nó như thế nào là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi mà mình lái xe như vậy á, rồi mình phải ghé vô những cái trạm mình ăn uống hoặc là mình nghỉ ngơi, mình kiếm phải kiếm chỗ mình nghỉ. Nếu mà mình đi road trip, mình đi xa thì mình phải rất là cẩn thận khi mà mình bước vô một cái chỗ nào mới. Mình phải lau chùi cho sạch sẽ, mở heat lên cho nó nóng trước khoảng 5 phút rồi mình hãy vô, rồi mình lau chùi những cái gì trong đó mà mình cần sử dụng nha quý vị. Một cái tin buồn mà phải nói là rất là buồn mà sáng nay Hồng Loan thấy được á, là ở nước Mỹ mình đã 4 triệu người xin cái tiền thất nghiệp. 4 triệu người xin tiền thất nghiệp. Nhưng mà không, là cái số đó chỉ là một con số thôi, chứ còn cũng có một số thất nghiệp nhưng mà họ cũng chưa xin. Và cái đó là chỉ là sáng sớm này mình thấy thôi nha. Còn trong ngày hôm nay á thì là Hồng Loan thấy cái tình hình nó lại càng căng thẳng hơn nữa. Rất là nhiều công ty á cho nhân viên nghỉ luôn. Coi như là vừa mới sáng mở mắt ra là lay off luôn. Ở trong đó có một nhân chứng thật đang ngồi ở sau. Đây là nhưng mà cái công ty rồi bạn của Hồng Loan á thì là công ty á, không có cho lay off, nhưng mà bây giờ là tạm ngưng không lãnh lương và yêu cầu á, mình là xin tiền thất nghiệp tạm thời ở nhà nước. Đó, đây là nhân chứng nè, nhân chứng kể cho mọi người nghe cái tình hình hồi sáng này nói chuyện với bên công ty thì sao á thì hồi sáng mới nhận mới họp với công ty thì công ty nói là xin unemployment bắt đầu từ chủ nhật này cho tới cuối tháng 5. Tự vì công ty tất cả những cái tiệm của công ty đóng cửa hết rồi nên không có lợi tốt cho nên không có trả lương được, cho nên tạm thời là kêu là nghỉ tạm thời đó. Cho đến khi nào mà tất cả những cái tiệm mở cửa được thì mình quay trở lại làm thì mới được lãnh lương. Nhưng mà giờ là công ty á, là họ nói là họ đóng cửa tới cuối tháng 5 hả? Cuối tháng 5. Nhưng mà nói vậy nhưng mà tới tình hình tới lúc đó mới biết. Mới biết được, nhưng mà giờ là chỉ là đoán được là chỉ dự tính được là tới tháng 5 thôi. Nhưng mà mới ngày hôm qua đó, buổi mới nghe là nói họ mới hôm qua thì họ nói là họ chỉ cắt dư lương mình 15% thôi. Tại vì mình làm lương là lương salary, lương tháng đó, thì họ nói là cắt 15% thôi, nhưng mà bây giờ thì họ nói là họ không có tiền trả lương nữa cho nên tất cả họ cho nghỉ hết. Coi như là nó thay đổi liên tục. Dạ. Rồi lúc sáng thì họ nói là yên tâm đi. Công ty sẽ không có lay off này nọ. Không có lay off này nọ. Xong bây giờ thì mới giờ họp tức thì lúc 12 giờ trưa thì họ nói là bây giờ mọi người tự lên apply unemployment ở trên EDD đi. Họ không có tiền trả lương nữa. Thì nhưng mà khi mình apply thì mình phải click vô cái reason là tại sao mình xin cái tiền thất nghiệp, thì mình mới nói là thì nó có cái chỗ nó click nó kêu là due to coronavirus, thì mình click on đó, tức là mình không phải là bị lay off luôn, bị cho nghỉ việc luôn, mà là chỉ nghỉ việc tạm thời.
Nên bây giờ là người này bây giờ phải đi kiếm việc làm khác, là đi là nấu ăn. Đi offline. Đây là sẵn là giới thiệu luôn nha. Trời ơi, nấu ăn ngon xuất sắc, xuất luôn. Sắc, xuất mấy sắc. Ngày nay là gia đình Hồng Loan là ở nhà là có người, mặc dù là vẫn làm việc cho công ty nhưng mà vẫn nấu ăn. Cho nên là như hôm nay lên cỡ 5 hào mỗi đứa. Đó, nhìn lọc bụng mỉm là lý do tại vậy nè. Đó. Sao rồi. Cái mùa này là phải xử cái người này ha? Hồng Loan nói là lát nữa viết đơn xin việc làm đi, xin việc làm nấu ăn cho gia đình. Bây giờ là nếu mà ai mà cần mà có đồ ăn nha, nhà Hồng Loan nấu đồ ăn là fresh lắm. Coi như là Hồng Loan đi chợ là ăn gạo nâu. Đó, đường là xài đường brown sugar. Muối là xài muối Himalaya màu hồng đó quý vị. Đó, còn thức ăn, những cái thức ăn là không bao giờ made in China. Không bao giờ mua hàng made in China. Cho nên đồ ăn ở nhà nấu ra là healthy vô cùng. Ai còn đăng ký thì giật tay lên. Bấm nút like. Đó, ai cần đăng ký giơ tay nha, để cho đây người đang bị thất nghiệp tạm thời có việc làm. Mặc dù là trong cái sự đau khổ thì mình cũng phải cố gắng mình tìm một cái nguồn vui chút xíu ha quý vị ha. Nhiều khi Hồng Loan nói chuyện mà cười vậy đó không có nghĩa là vui đâu. Trời ơi, hồi sáng ngồi buồn quá, xong rồi không muốn làm gì á, không muốn, chỉ muốn là lên chia sẻ với quý vị, muốn lên muốn than thở luôn á, lên muốn than thở là buồn quá rồi này nọ cái, nhưng mà nghĩ lại nói mọi người cũng căng thẳng quá rồi, bây giờ mình lên mà mình than nữa rồi chắc thôi, chắc không ai sống nổi quá, không mình nói chuyện vui vui một chút xíu ha quý vị. Bây giờ mình lên tới chỗ lấy xe nha, để đi vô lấy xe coi. Trời ơi, không biết nó sửa xe nó tính nhiêu tiền nữa, đợi một chút hạ hồi phân giải chút nữa rồi Hồng Loan sẽ nói cho quý vị biết cái bill nó như thế nào. Mới vừa lấy cái xe của mình nè, nãy giờ là phải mở bếp 5 phút để cho nó nóng lên á, thì mình hy vọng mình giảm bớt. Mà giờ Hồng Loan vô xe ngồi á, Hồng Loan cũng phải coi mát. Lau hết rồi, mấy cái tay nắm rồi lau được nhiều lắm. Hồi nãy Lộc nhận xe, Lộc phải lấy cái giấy lô rót á, là cái giấy sát trùng á. Lộc lau hết những cái tay nắm, những cái vô lăng xe nè, cái chỗ bấm đề máy, rồi ghế ngồi, rồi đi vòng vòng xe để mình coi những chỗ này, chẳng hạn như những chỗ này nè, mình phải lau nè. Lau vòng xe hết. Rửa tay. Bây giờ mình phải đeo luôn trên xe luôn hả? Kệ, đeo luôn đi, tới nhà mình tháo ra. Đeo gì nói chuyện nhìn mặt cái ghê quá hả? Ừ? Thôi ngưng đi chút nữa rồi mình qua xe kia mình nói. Ôi trời ơi, nóng quá. Nóng khủng khiếp luôn á. Ở ngoài trời nắng rồi mà mở hít. Không biết virus nó chết chưa mà em gần muốn chết rồi Lộc. Thôi bây giờ mình nói chuyện vui đi. Nói chuyện vui cho nó quên bớt đi, vơi bớt những cái nỗi buồn mà cả thế giới đang phải gánh chịu. Hồng Loan nói chuyện này là nói vui thôi nha quý vị. Từ bữa giờ là tất cả công xưởng, mọi thứ là đóng cửa ha, không có hoạt động. Nhà hàng rồi shopping đều đóng hết. Nhưng mà có một cái chỗ nó hoạt động rất là cực luôn. Ngoài trời đất ơi, đang nói chuyện ngon lành cái tự nhiên cái máy nó tắt, cái màn hình nó đang thui rồi, nó hiện lên hàng chữ nè cho quý vị coi nè. Cái máy nó còn nóng, nó chịu không nổi nữa, nó đình công, nó không hoạt động luôn nè quý vị. Huống chi làm lên nãy giờ chắc cũng tan được chút mỡ thôi, kệ đi. Ok, giờ mình nói tiếp cái vụ tòa án á, họ phải hoạt động quá trời ráo riết luôn. Là quý vị biết sao không,
vợ chồng gây lộn, thưa lên tòa án. Hồi đó đó, thời gian để mà gặp gỡ nhau than thở hoài, trời ơi, cả ngày không có được gặp, không có được nói chuyện được gì hết trơn á, nhiều khi không được nói với nhau một tiếng nữa. Chàng làm ca sáng, nàng làm ca tối, rồi nào là về phải lo con lo cái, lo ăn lo uống này nọ, không có được thời gian. Còn bây giờ á, từ sáng tới tối 24/24 có thời gian nhiều, tâm sự nhiều, nói chuyện nhiều thì cãi lộn nhiều, đến mức độ là tòa án giải quyết không nổi luôn. Cái đó là Hồng Loan nó giỡn thôi. Còn này có thiệt á, là có nhiều người bạn á, nhiều người bạn cái gọi điện thoại bị stress quá, gọi điện thoại nói chuyện với mình, nói ủa bộ nay không lo làm gì nhà, sao rảnh mà nói chuyện hoài á. Nói trời ơi, bây giờ hai đứa tao tự cách ly rồi, chồng qua một phòng, vợ qua một phòng, mạnh đứa nào đứa nấy muốn làm gì làm, chứ ở cùng phòng mà nói chuyện nhau á rồi riết rồi gây lộn hoài mày ơi. Cũng khổ ha quý vị, cái gì mà quá là nó cũng không được, không có thời gian với nhau cũng không chịu, bây giờ thời gian nhiều á thì gây lộn cãi lộn nhau đó. Rồi á, có nhiều ông chồng comment nói là trời ơi, hồi đó đó bà còn đi ra ngoài đường, bà còn sửa soạn đồ, bây giờ bà ở nhà nó nhìn bà bèo nhèo quá. Bởi vì quý vị nhà chị em phụ nữ mình nhớ nha, ở nhà nhưng mà cũng phải tha son, tha son nha, mình cũng phải dưỡng da đồ, đắp mặt nạ đồ, rảnh quá mà giờ mình rảnh mà mình chăm sóc sắc đẹp cho mình đi. Còn mấy ông chồng á mà có mua đồ hiệu mà chưa có mặt á, cứ lấy mặt đi, lấy đồ đạc mới mua mặt đi, đi đi trong nhà tới tới lui cho nó vui, chứ để đồ đó mốt cũng một à. Rồi chị em phụ nữ là phải diện lên. Như Hồng Loan á, cái đỡ cái sáng là Hồng Loan dậy trước, lúc nào Hồng Loan cũng dậy trước bỏ lọc trơn á, cho nên cái khi mình dậy trước mình rửa mặt mình xong mình thay miếng son vẽ dậy cổng chân mày chải 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 lông mi rồi cho nhìn nó cũng đỡ, chứ ở trong nhà nhau riết mà cứ lên sình quá không có được, phải không? Còn đàn ông mấy ông đâu cần make up trang điểm gì ha, chỉ cần tập tạ thôi. Rồi bữa giờ hết đất thôi, bữa giờ hết đất tập tạ dữ lắm, cũng ốm được chút xíu, nè mấy ông thì tự tin lắm, nói bình thường tụi tôi đâu có cần make up trang điểm gì cho nên tụi tôi nhìn vẫn đẹp, phải không? Ở nhà nhiều khi bận quần xà lỏn ở trần ăn nhiều rồi đưa bụng mỡ ra không, chứ ở đó mấy ông là cũng phải cẩn thận nha, rồi lấy áo đồ bận vô mình phải tốt khoe xấu che, cái gì bự mập quá thì che giấu lại bớt. Chứ đó cũng như, cũng là một trong những cái lý do mà vợ chồng gây lộn với nhau. Sau mà 2 tuần lễ mà bị cầm cố trong nhà là bao nhiêu cái nét đẹp tự nhiên nó sẽ lộ ra hết. Hồng Loan chia sẻ với quý vị về móng tay của những ca sĩ. Đây nè nha, quý vị nhìn đây nha, móng tay của ca sĩ Như Ý nè. Đó, đẹp không? Đó. Rồi bây giờ tới móng tay của Hương Thủy. Bàn tay Hương Thủy đó, bàn tay Ngọc Ngà. Rồi, móng tay của ca sĩ Ngọc Anh. Quá là đẹp luôn. Rồi đây là móng tay của ca sĩ Minh Tuyết. Minh Tuyết hãnh diện lắm, là có người gỡ giùm cái bộ móng ra cho nên cái móng là móng thiệt hết, nhìn nó cũng ok phải không? Nhưng mà nhìn lại cái móng tay của Minh Tuyết mà hồi trước xưa đó, hồi trước khi mà bị cái mùa này nè, quý vị thấy hồi đó lúc nào cũng trao chuốt ngọc ngà, đẹp ơi là đẹp luôn, bây giờ thì vậy. Còn đây là móng tay của Hồng Loan. Đau khổ quá. Gần 1 tháng trời không có được làm đẹp. Bây giờ cái gì làm được là tự làm ở nhà, nhưng mà tháo cái này không biết tháo, sợ nó bị gãy luôn cái móng tay. Hồng Loan chỉ giờ thì mình cứ cắt thôi, cắt trụi nó được chút nào đỡ chút nấy thôi. Nhưng mà nhiều khi mấy ông cũng mới để ý tới bàn tay mình đâu, quan trọng là ở trong nhà mình cũng phải bận đồ đẹp đẹp một chút, chứ đừng bận mấy cái bộ đồ ngủ mà lèn xèn mà nhào nát quý vị, mặc dù không đi ra đường. Hồng Loan không đi ra đường nhưng mà thôi, lấy đồ thể thao ra, bận đồ thể thao, nhiều khi mình ra ngoài sân mình tập thể dục luôn đó, chứ mình đừng bận đồ ngủ rồi
nhìn á, nhiều khi thiệt mình nhìn mình còn chán, đừng nói chi mà người khác nhìn nó không. Nó kệ nó, cứ điệu đi trong nhà, cứ điệu đi nhìn nó cho nó mát mẻ, nó tươi mát trong cái mùa dịch ha quý vị. Hồng Lan chia sẻ quý vị chút xíu những câu chuyện buồn và những câu chuyện vui để mọi người relax chút ha. Mong là chúng ta sống lạc quan, hy vọng, cái gì cũng phải cần có hy vọng thì mình mới thể tiếp tục được. Trước mắt thì nó mịt mù, nhưng mà hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Đương nhiên là cuộc sống của mình sẽ bị thắt lưng buộc bụng nhiều hơn, nhưng mà mình giảm xài, giảm bớt, mình ăn ít, không có mua đồ, sắm đồ, không có shopping gì hết thì nó sẽ đỡ hơn. Hy vọng là ngày một tốt đẹp và sẽ có thuốc sớm để mà trị bệnh cho mọi người, và có vaccine tiêm chủng ngừa để cuộc sống trở lại bình thường. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại ngày mai nha. Ngày mai, ok, ngày mai có chuyện gì vui buồn cái mình lên mình nói tiếp ha. Bye.